Dạ vâng, xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Lo trước hậu sự gia đình bình an của công ty Dignity Memorial. Con xin giới thiệu, con tên là Phương Lê, là nhân viên đại diện cho công ty Dignity Memorial. Và xin quý vị khán giả gửi lời chào đến với nhân vật khách mời đầu tuần của con. Vâng, xin mời anh gửi lời chào đến quý vị khán giả. Cảm ơn Phương, và con là Hồ Quang Phố, con xin kính gửi lời chào đến quý vị khán thính giả. Dạ vâng, thì em có nhắc đến cái câu lo trước hậu sự gia đình bình an đó anh Phố. Ừ. Thì theo anh thì câu này nó có nghĩa là gì? Và vì sao mọi người nên lo trước hậu sự, không người Việt mình nói riêng và cả mọi người nói chung? Thưa Phương cũng như thưa với quý vị rằng là trong quá trình gần 10 năm con làm việc ở tại Houston đây, thì con đã chứng minh, chứng kiến rất nhiều cái hoàn cảnh mà gia đình đã trải qua. Thì khi mà hậu sự xảy ra đột xuất đó, thì tạo ra rất là nhiều bối rối. Và nhất là quý vị thấy mấy anh chị mà ở đây trong lúc mà còn trẻ đó, qua đây còn thời rất là trẻ, hoặc là những người chưa có một lần nào có trải qua cái biến cố này, thì cái đó là điều tốt. Dạ. Thì có nghĩa là chưa trải qua, chứ không ai muốn trải qua trong cái trường hợp này hết đó, Phương biết không? Nhưng mà khi mà chuyện xảy ra đột xuất quá, thì cái sự bối rối nó sẽ ảnh hưởng cái tinh thần của người ta. Và bên cạnh đó, cái mà con với Phương luôn luôn muốn trình bày cho quý vị đó là bình an ở điểm này là khi mà mình có chuẩn bị trước, ít nhất là con cái biết cái gì cần phải làm. Chứ còn nếu mà không có biết gì xảy ra, thì lúc bấy giờ những cái quyết định là chuyện gọi là mình quyết định trong đột ngột. Vì bên cạnh đó, những cái quyết định mà lúc đột ngột đó thì nó dựa trên cái tinh thần của mình không ổn định, thì những cái giá cả mà mình trả lúc đó thì nó thường thường sẽ đắt hơn rất là nhiều. Vì là thường thường lúc con cái á, họ muốn giải quyết cho đâu vào đó thôi, họ chỉ muốn giải quyết vấn đề, họ không có đủ thời gian để tìm hiểu. Dạ, cảm ơn anh Phố ha. Thì là bởi vậy cho nên công ty Dignity Memorial mình mới có câu là lo trước hậu sự gia đình bình an. Đúng. Tại rồi. Vì cái việc lo trước hậu sự này thì anh Phố thấy có đồng ý không, là một chuyện rất là hiển nhiên đối với người dân bản địa ở đây rồi. Đúng. Còn rồi. Đối với người Việt mình thì cái chuyện này nó vẫn còn hơi xa lạ, và có thể là mình tránh không muốn nói đến nữa, tại vì nó là một điều xui xẻo. Nhưng mà nhiều cô chú hoặc là gia đình không có ngờ được rằng thì là mình có tránh cái việc này thế nào đi chăng nữa thì sớm hay muộn chuyện này nó cũng sẽ xảy ra trong cuộc đời của mỗi người. Được. Và khi mà mình không có sự chuẩn bị trước về tang lễ và nghĩa trang thì là mình là nhân viên làm việc trực tiếp ở nhà quà và nghĩa trang đó anh, thì là mình thấy những gia đình Việt Nam thật ra là hàng ngày luôn á anh ha, thường là vào trong nhà hoàng để mà lo về tang lễ cho vợ hoặc chồng hoặc là cho cha mẹ. Lúc này thì là họ lại hoang mang nè, hối hả để mà lo toàn bộ cái phần tang lễ đó. Và không những như vậy mà bây giờ là số tiền bạc vẫn phải trả ngay lập tức lúc đó, thì sau đó cái chuyện tang lễ nó mới được diễn ra. Thành ra là nó tạo ra rất là nhiều gánh nặng cho với cái người thân còn sống của mình. Đúng rồi. Và cái đó là nhất là trong những cái ngày mà gọi là những ngày đen tối nhất của cuộc đời mình, tại vì là mình mới mất đi một người thân yêu. Anh nghĩ có đúng không? Đúng rồi. Và bên cạnh đó thì Phương biết không, Phố cũng có mấy dịp Phố cũng hỏi thử mấy người bản xứ, thử coi họ nghĩ sao khi mà họ lo trước như vậy, hoặc là họ nghĩ sao khi họ để con của họ lo trước như vậy. Thì mấy người bản xứ hỏi với Phố cái culture của họ đó, thì họ nói là ồ, cái này là họ quy vào cái nói là giống như là cái trách nhiệm của mình. Dạ. Tại vì họ nói nếu như bản thân họ không có muốn bàn đến vấn đề này, hay là một cái lý do nào khác về chẳng hạn như về tiền bạc đi, quá cao quá đắt đi, thì họ nói ngược lại, nếu như bản thân mình mà thấy không muốn bàn về vấn đề này hoặc là thấy giá cả cao, thì con cái của mình thì họ lại phải đứng vào lo cái chuyện đó. Mà mấy người bạn sẽ nói ủa
nếu mà chuyện của mình không muốn bàn tới là mình nghĩ sao mà con cái mình bắt họ phải vô cái hoàn cảnh đó. Dạ đúng rồi, tại vì trước sau gì là cũng phải có một người đứng ra để mà lo. Thì nếu mà không phải là mình thì chắc chắn là cái việc gánh nặng đó vẫn còn ở lại để mà người thân còn lại của mình phải lo. Đúng rồi. Đúng không? Như vậy thì là mình có nói về những cái khó khăn khi mà không có sự chuẩn bị trước, không có cái việc lo trước hậu sự như vậy. Thì bây giờ mình nói về cái mặt tích cực. Khi mà mình lo trước hậu sự thì có những lợi ích gì anh ha? Lo trước hậu sự thì cái thứ nhất là về giá cả đi ha. Về giá cả thì những cái gì mình mua bây giờ lúc nào cũng sẽ rẻ hơn với những cái trong tương lai. Và cái thứ hai nữa, cách trả tiền. Dạ. Nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn là tại vì khi mình mua trước mình có cái thời gian đủ dài để mình trả góp. Mình có thể đi những cái chương trình 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm. Là cái đó hoàn toàn là quyền quyết định của gia đình mình hết. Không phải công ty nào bắt mình phải đi theo 1 năm, 2 năm, 3 năm. Thì tùy theo cái nhu cầu, điều kiện của gia đình, họ từ từ thông thả mà họ làm cái chuyện đó. Tùy theo túi tiền của mình anh ha. Đúng rồi. Và cái thứ hai nữa, thì Phương biết đó, gần đây cái COVID nó xảy ra trong cộng đồng của chúng ta. Thì khi mà mấy anh chị cũng trẻ tuổi, cũng không lớn hơn mình bao nhiêu, thì vô cái hoàn cảnh thì có thân nhân trong gia đình qua đời vì cái COVID. Thì khi mà đùng một cái chuyện xảy ra như vậy thì họ trải qua tất cả những cái chương trình từ đầu cho tới cuối sau khi mà lo mãn phần cho người thân của mình thì họ mới chia sẻ với mình. Nếu mà họ biết trước được những cái thông tin hữu ích này thì họ đã lo trước thì nó sẽ đỡ hơn rồi. Chứ bây giờ những cái ngày tháng qua đó, gia đình bối rối mà thậm chí cho tới một tuần, hai tuần sau, gia đình vẫn còn chưa có trấn an lại cái bình tĩnh của mình. Thì sau đó thì mấy anh chị cũng đã vào gặp Phố và để lo cho những người ông bà cha mẹ còn lại. Thì đó là gần đây nhất là Phố thấy cái đó là một cái step up với cộng đồng một của chúng ta. Một cái bước phát triển. Đúng rồi. Là mấy anh chị trẻ tuổi đặt vấn đề về cái lĩnh vực này nhiều hơn. Tại vì họ là những người dù trực tiếp hay gián tiếp cũng đã chứng kiến được cái khó khăn và cái ngỡ ngàng rất nhiều thứ khi mà quyết định đùng một trong cái thời gian quá ngắn đi. Dạ. Thì để em tóm tắt lại coi anh Phố nói đúng không ha. Dạ thì là cái thứ nhất, cái lợi ích thứ nhất là về tiền bạc. Thì là khi mà mình mua trước chuyện hậu sự cả về nghĩa trang lẫn tang lễ thì là mình đóng băng cái giá cả ngay từ hôm nay. Đúng ngay rồi. Từ ngày ký hợp đồng. Tại vì cái khác với những cái dịch vụ khác như xe cộ hay nhà cửa thì cái chuyện nghĩa trang, đất đai, chuyện tang lễ nó giá nó thường là nó tăng lên, anh nghĩ là gấp đôi mỗi 10 năm đúng không anh ha? Đúng rồi, là 200% đó. Mỗi 10 năm đó. Đúng rồi. Thì thành ra là khi mà nếu mà mình càng đợi thì giá nó càng mắc thôi. Đúng rồi. Thành ra là nếu mà mình mua ngay ngày hôm nay thì nó đóng băng giá cả ngay từ hôm nay. Đúng. Thí dụ 20, 30 năm sau nữa mình mới cần thì lúc đó gia đình vẫn không phải chịu về cái chuyện vật chất leo thang như vậy. Đúng rồi. Rồi cái thứ hai là anh có nói về chuyện là mình có thể trả góp hàng tháng tùy theo túi tiền của gia đình. Mình không đi được 1 năm thì mình đi 3 năm, 5 năm là như vậy. Rồi còn về tinh thần thì là mình có được cái sự an tâm là mình đã đưa ra được cái duy nguyện cho mình để mà người thân biết và thực hiện theo để mà sau này họ không còn phải cái sự rắn rứt ăn năn trong người là không biết là có phải cái việc này là đúng cái duy nguyện của ba và mẹ muốn mình làm như vậy không. Đúng. Anh nghĩ em nói đúng không? Nếu mà Phương đặt ra tới điểm đó thì Phố cũng có một vài cái để chia sẻ cho Phương cũng như quý vị ở đây. Giống như rất là nhiều khách hàng Phố ngồi chia sẻ, mặc dù là khi có con cái của họ hiện ngay đó luôn, khi Phố gặp cha mẹ họ trước thì mấy bác gọi Phố tới nhà thì Phố tới để mà trình bày hết tất cả mọi cái những cái gì bác cha mẹ đã chọn hết rồi. Thì mấy anh chị thì bận rộn thì hẹn một ngày khác thì anh chị lên văn phòng thì tại vì mấy anh chị giúp để mà đứng tên để mua cho ba mẹ của họ thì khi mà Phố trình bày lại tất cả những cái gì mà ba mẹ họ chọn đó. Rồi mấy đến tới phiên anh chị thấy, tại sao ba mẹ lại chọn cái này? Thì họ mới gọi điện cho ba với mẹ để hỏi là ba mẹ ơi con muốn thay đổi cái này được không? Chứ con thấy cái này nó mẫu mã thì nó không có vừa ý lắm. Chẳng hạn như vậy. Về cái này cái kia. Thì Phương thấy ở đây mình
tạo ra một cái nó gọi là cái communication giữa người cha người mẹ đó. Lúc đầu á bên họ thường thường họ ngại khi bàn đến vấn đề nó lắm, nhưng mà khi đặt vấn đề vô á, ít nhiều gì á họ hiểu được cha mẹ chọn cái gì, và ít nhiều gì khi bên này họ có ý kiến gì thì đều có một cái sự thỏa thuận chung, một cái sự đồng ý chung, thì lúc mà mình quyết định như vậy nó có sự hay hơn là thay vì là người con phải đi đoán mò là những cái gì mà cha mẹ mình muốn làm, hay là một người vợ giống như nãy Phương nói đó, người vợ người chồng phải đoán mò những cái gì mà mình cần làm cho người thân thương của mình. Dạ vâng, cảm ơn anh Phố. Thì đó cũng là lý do tại sao mà hai anh em mình xuất hiện ngày hôm nay để mình bàn về một cái vấn đề tuy tế nhị nhưng mà cực kỳ cần thiết cho từng người chúng ta. Dạ có anh chị ha. Thật ra vì nhu cầu quá lớn cho chương trình Lo Trước Hậu Sự nhân dịp lễ tảo mộ Thanh Minh vừa qua, nên công ty Dignity Memorial sẽ gia hạn chương trình giảm giá lớn nhất trong năm, chỉ hiệu lực đến ngày Chủ nhật, ngày 17 tháng 4. Giảm giá đất nghĩa trang lên đến 18% off với chương trình trả góp 0% lãi suất trong 5 năm. Giảm giá tang lễ lên đến 12% off. Giảm giá được áp dụng trên mọi nghĩa trang bao gồm nghĩa trang Forest Park Westhammer trên đường Derry Ashford gần nhà Hoàng Vĩnh Cửu, nghĩa trang Earthman Rest Haven trên đường Nậu 45, nghĩa trang Forest Park East dưới khu NASA vùng xa 45. Đây là chương trình giảm giá đặc biệt lớn nhất trong năm có 102, và tháng 4 này là cơ hội cuối cùng để mình có thể tận dụng được cái chương trình đặc biệt này. Và nó chỉ có hiệu lực đến ngày Chủ nhật ngày 17 tháng 4. Nên cô chú và quý vị hãy ghi danh ngay với con là Phương Lê để có chỗ ưu tiên sớm nhất 832-428-0278. Dạ, Phương Lê 832-428-0278. Đúng rồi. Và quý vị biết đó, hai cái nghĩa trang này là hai nghĩa trang lớn nhất tại Houston mà phục vụ cho cộng đồng Á Châu của mình. Và nhất là người Việt Nam của chúng ta sử dụng ở nghĩa trang này rất là nhiều. Nên đây cũng là một cái cơ hội để mong quý vị lưu ý để liên lạc đến với anh em chúng con, để anh em chúng con có thể giúp cho quý vị những cái giá tốt nhất cho cái tháng này thưa quý vị. Dạ vâng. Giờ cô chú muốn câu hỏi gì thì xin cứ gọi điện lại cho Phương Lê 832-428-0278. Cảm ơn anh Phố đã đến với Phương ngày hôm nay. Và xin kính chào quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị.